lại là chỗ sạp dừa chị Thủy quen thuộc. Bữa nay lại mua của chị hai trái dừa khô. Nhà hết dừa rồi. Nhà hết dừa rồi, đi mua dừa. Dạ. Không chịu bể luôn. Đó, cái mâm mứt dừa bữa nay là thần tiền. Đó, sáng giờ tranh thủ làm cho mâm mứt dừa cho nó đẹp. Dạ, mua hả? Tặng thêm trái nhỏ. Dạ, cảm ơn. Nhỏ dạy cơm không? Dạ, nhỏ dạy cơm không, mấy trái bự đó nha. Cho gì qua cái nha. Đây. Từ mấy giờ tới mấy giờ ha? 5 giờ sáng tới 5 giờ chiều. 5 giờ sáng, 5 giờ chiều. Mình chỉ đứng sớm dữ rồi. 5 giờ sáng là có mặt ở đây đó ha. Ở đây là dừa khô không hả chị? Dừa khô không à. Dạ, bữa nay không có dừa rán hả? Có bà trái với trái. Thường là gom gom dừa của người ta gần gần đây hả chị? Để gần gần đây không à. Dạ. Dừa bệnh đây không à, nó lấy miệng thứ đâu, lấy gì miệng thứ về nó tập về không đấy. Dạ. Miệng thứ là dùng gần biển gì đó hả? Ừ, nước mặn. À dạ. Bắt cậu dừa nó không ngon hay không ha? Ừ. Dừa nó không béo. Dừa của chị nè. Lúc nào ở đây cũng có dừa hết trơn luôn. Có mua thì liên hệ chị Thủy nha. Mứt dừa này tươi ngon luôn, trời ngon đảo luôn. À, để em quay mứt dừa luôn. Mứt dừa bình thường kìa. À, đây là mứt dừa của chị Thủy làm. Một bình dẻo, mứt dừa sữa. Mứt dừa sữa nha. Một bình như vậy là 10.000. Dẻo rất là ngon, bữa hổm mình ăn thử rồi rất là ngon luôn. Dừa dẻo. Bên nghe cầm bọc mứt dừa bán là bên. Nghe cầm bọc mứt dừa bán cho chị quay phim cho nha, đây bỏ điện thoại xuống. Rồi đây là chuối luôn này. Rồi cầm bịch mứt dừa lên. Dạ, chị, em chào chị tên là gì vậy chị? Chị tên Sương. À dạ, chị tên Sương. Chị bán chuối ở đây luôn nha. Bán chuối ở đây rồi. Chị có quan hệ gì với chị Thủy không? Chị em á. Dạ. Rồi. Ủa, cái quầy chuối nó bự nè. Nguyên một quầy vậy là chị bán có nhiêu ha? Có 150.000. 150 ha. Còn trái bự quá mà. Nhiều nãy nữa. Trái gần. Từng trên. Wow. Quá ngon luôn. Cái này mình mua về mình nướng rồi mình là vừa chứ chị? Mua điện thoại ấy đây. Cảm ơn đây. Nói đây. Nói ai mua mứt dừa? Bán dừa, bán mứt dừa đó phải không? Cầm bịch đi, cầm một bịch đi. Rồi ăn luôn à. Đúng là vậy, ta cười. Cười. Đó, đẹp quá. Ai mua mứt dừa không? Ai mua không? Ai mua mứt dừa không? Dạ, quay qua chị kìa. Quay qua đây nè, chỗ dưới tôi luôn à. Cầm em đây. Ai mua mứt dừa không? Mứt dừa ngon đây. Qua mà thấy âm lên bài chuối kìa. Thấy. Tiếp mà. Rồi, bây giờ là xong rồi phải không chị? Xong rồi nè. Dạ, rồi, em mua thêm một bịch mứt dừa với hai trái dừa khô là 40.000. Rồi. Này. Chị cho thêm một trái dừa khô nữa. Rồi, em cảm ơn nha. Cảm ơn chị nha. Luôn mắt nha. Rồi, cảm ơn em gái rồi, nha. Rồi, bye bye chị.
Rồi mọi người ơi, đây là cái phần bột bánh bò mà giờ đã ủ từ hồi hôm qua luôn nè. Từ đêm hôm qua tới giờ. Rồi bây giờ thì giờ sẽ đi nấu nước để mà pha màu hạt dành dành đó. Và bỏ vào trong đây cho nó tạo thêm màu vàng cho nó thiệt đẹp. Rồi, hình bánh bò gì rồi? Rồi mọi người ơi, đây là cái phần bột mà giờ đã làm lại rồi nè. Lúc kia thì làm thì bị hư rồi. Ăn vẫn ngon nhưng mà nó không có bông xốp như đợt đầu tiên vào làm. Nên giờ không có dám bán. Tại vì nếu bán như vậy á, thì chất lượng bánh mình không đảm bảo thì khách ăn một lần á, thì người ta sẽ không còn muốn ăn nữa. Bởi vì để đảm bảo chất lượng á, thì giờ sẽ làm lại. Hy vọng là mọi người sẽ đợi để được thưởng thức món bánh ngon nhất, chuẩn nhất từ Ngọc Dầu TV nha. Phần bột của mình nó nở lên rất là đẹp im nè. Này chắc chắn sẽ thành công. Đây là cái phần màu hạt dành dành đó mọi người. Đây. Đây là cái hạt dành dành nè. Mình ngâm với lại nước nóng á cho nó ra màu vàng rất là đẹp luôn. Vì cái màu vàng của già làm là tự nhiên chứ không có sử dụng màu thực phẩm đâu nha.
Rồi giờ sẽ cho khoảng 200ml nước hạt dành dành vào trong các phần bột để mình tạo màu vàng cho các phần bột nó thêm đẹp nha. Ở đây thì giờ sẽ chuẩn bị một ít dầu ăn như thế này để mình quét cái khuôn đó, cho bánh của mình nó không bị dính vô cái khuôn, dễ dàng lấy ra. Hồi hôm qua thì mình hấp bằng cái nồi bự thì cái nhiệt độ nó không có đủ á, mình xài bếp ga nhiệt độ nó không có đủ nên bữa nay mình sẽ hấp bằng cái nồi nhỏ hơn, giống như là đợt trước mình làm vậy đó, thì chắc chắn thì cái bánh nó mới ngon được. Mình thấy là quan trọng, rất là quan trọng cái phần lửa đó, mọi người làm thì cũng phải cẩn thận nha. Quan trọng là mình phải để ý cái phần lửa rất là nhiều luôn, lửa phải lớn thì bánh của mình nó mới nở đều, bông xốp lên nó ngon được. Còn không thì cái bánh của mình nó sao sao á, nó cứ giống như là bị nín lại vậy đó, nó không có ngon. Cũng ngon nhưng mà nó không có đạt được cái chuẩn bánh bò xốp á. Rồi bây giờ mình sẽ quét khuôn nha. Dầu mình quét thì cũng ít dừa thôi chứ không có được để nhiều quá, tại vì dầu nó cũng sẽ ảnh hưởng tới cái chất lượng của bánh lắm. Rồi dầu cũng đã bắt lên bếp ga một cái nồi nước sôi sùi sụt như thế này luôn nè, phải sôi thiệt sôi nha mọi người, thôi là cái bánh của mình nó không có ngon rồi đó. Bây giờ thì dầu sẽ hấp khuôn khoảng 5 phút cho cái khuôn nó nóng lên rồi mình mới cho cái phần bột vào nha, mình không đậy nắp nha. Đậy nắp thì cái phần nước nó sẽ gớp vào trong cái phần chung á, thì khi mình đổ bột vô thì nước nó làm cho bánh mình không ngon nữa. Rồi mọi người có thể thấy cái phần bột của mình nó nổi bông lên nè, rất là đã luôn á. Rồi cái phần chung mình đã hấp được đủ 5 phút rồi, bây giờ mình sẽ cho cái phần bột vào nha. Rồi mọi người ơi, giờ đã đổ bột xong hết trơn rồi nè, bây giờ mình sẽ đậy nắp lại nha. Sẽ đậy nắp và hấp 30 phút ở lửa lớn. Rồi mọi người ơi, rốt cuộc thì giờ đã làm được rồi nè. Đây mình lại làm là cái phần nước cốt luôn nè. Hôm qua thì cái phần bánh đó đó, mình đã cho hàng xóm ăn hết luôn rồi. Mà ăn đợi dưới tiếp thấy là cũng ngon, nhưng mà mình thấy là nó chưa có bông xốp như đợt trước mình làm nên mình không dám bán. Và đây là một cái phần bánh bò mà già đem bán nè mọi người. Gồm có 10 cái bánh bò bông và một bịch nước cốt siêu to. Bỏ vào trong hộp như thế này. Dán thêm cái nhãn của tiệm bánh Ngọc Giàu TV nữa. Rồi cho vào trong bọc buộc lại và đem đi giao là được rồi đó mọi người. Mọi người thấy có hấp dẫn không nè?
bây giờ dàu sẽ đi giao bánh nha. Đem theo một bình nước uống. Rồi bây giờ vào đi nha. Let's go. Dạ lại là cô Phúc đây. Dạ cô Phúc mua bữa nay cho vào là một cái hộp bánh bò bông. Hôm bữa thì em làm hư á cô, cái em không dám bán. Không, cũng là ngon nhưng mà tại vì nó không có bông á cô. Cái em không dám bán nên bữa nay mới làm rồi bởi vì cô không cảm nha. Em cảm ơn cô. Dạ rồi, 20.000 à cô ơi, em hết tiền. Giờ có hỏi cô Phúc là có cô Thu ở trong trường luôn, bởi vì giờ sẽ gửi cho cô Thu luôn. Cô Thu mua dùm cho giờ là hai hộp bánh bò, dạ là 40.000. Rồi em cảm ơn cô nha. Bye bye cô. Rồi đây là em tên gì ha? Em tên Chí. Em tên Chí. Cô Hương có đặt thì nhờ Chí lấy dùm đó. Rồi. Cảm ơn Chí nha. Của em cô Hương là 20.000 nha. Dạ. Rồi để chị hết tiền nha. Em làm ở đây đó ha. Dạ. Rồi vậy chị cảm ơn Chí nha. Dạ. Rồi gửi lời cảm ơn với cô Hương nha. Bye bye. Và mọi người ơi, cái phần bánh bò bông đợt trước mình bán á thì mình đã làm thất bại một lần. Xong sau đó thì mình mới làm lần lại và may mắn là đã thành công rồi đó mọi người. Nhưng mà cũng không có lời, tại vì mình làm thất bại một lần rồi đó, bởi vì cũng hoàn vốn thôi. Do lý do mà giờ làm thất bại đó là do mình sử dụng cái xưởng bự quá, còn cái bếp ga của mình thì cái nhiệt nó không có đủ á, nên nó không có làm cho cái bột của mình nó bong lên được á. Cho nên khi mà mình làm như vậy mình bị một lần mình mới rút được kinh nghiệm đó mọi người. Thì đợt sau nếu mà giàu có hấp bằng cái xửng bự khổng lồ á thì mình sẽ làm bằng lò củi. Tại vì lò củi thì cái nhiệt độ nó mới đủ để cho cái phần nước sôi nó nhiều quá, nước nó sôi lên cho nó đủ hơi á, bánh bò của mình nó mới bong xốp được. Và để khắc phục thì mình đã sử dụng cái nồi nhỏ hơn. Thì mình có quay video á mọi người, là đợt trước mình có hướng dẫn cách làm thì mình làm bằng cái nồi nhỏ à, bởi vì cái bánh bông xốp rất là ngon. Mình thật sự rất là buồn khi mà mình lại làm thất bại, nhưng mà thất bại là mẹ thành công mà mọi người ha. Bởi vì Ngọc Giàu cũng đã tự trấn an bản thân cũng như là tự an ủi bản thân và làm lại một lần thì cuối cùng cũng đã làm được thành công và giao hết số bánh mà mọi người đã đặt. Thì Ngọc Giàu rất là cảm ơn tất cả mọi người đã luôn luôn ủng hộ. Và mỗi lần mà có những cái món nào á, thì những khách hàng quen thuộc đều ủng hộ cho Ngọc Giàu. Và hy vọng là những cái đợt tiếp theo Ngọc Giàu sẽ có thêm những cái khách hàng mới để Ngọc Giàu có thể bán được nhiều hơn. Và rất là cảm ơn tất cả quý cô chú anh chị và tất cả các bạn đã luôn theo dõi kênh Ngọc Giàu TV nha. Và nếu mọi người thấy thích video thì hãy cho Ngọc Giàu xin một like và chia sẻ video đến với những người thân của tất cả các bạn để mà họ biết tới kênh, cũng như là giúp đỡ cho Ngọc Giàu có thêm những cái động lực để làm tiếp những cái video tiếp theo nha. Chân thành cảm ơn tất cả mọi người nha. Và Ngọc Giàu xin dừng lại video tại đây. Cảm ơn tất cả mọi người. Hẹn gặp lại ở những cái video tới. Bye bye.